My Freak làm được 1, My Freak làm được 2. Bonus xem cho mình cả cái mạng của Smoky nữa, nó tính là 3. Ai được đối phương rồi. Thả mình đánh lừa đối phương quá hay từ My Freak. Và My Freak đem về chiến thắng cho các thành viên bên phía của team Pavrex. Vẫn là một tuần clutch thành công. Tình huống quay lại tạo đột biến đến từ Jinx. Một pha bắn rất tốt đến từ Gandavai ở cùng An. Nó đã thay đổi cục diện của cái run đấu vừa rồi. Ăn đúng một viên vào đầu. Đây rồi. Ui. Nên các bạn thì anh tính từ chỗ thùng lên thêm mất gói. Bắn cái đối phương. Thảo Jinx chưa được 3 người. Và người đang bị đục yếu đó là Chicho. Chicho vẫn có được mạo My Freak trong tình huống này. Bắt buộc cần phải lùi lại một chút để reset máu. Nhưng Chicho có được một cái double kill vào thời xong rồi. Ui. Bên cái không còn một đường nào để di chuyển cả. Lần này thêm một lần nữa Jinx 4 đẩy. Thì bằng bắn đã tốt hơn rất là nhiều so với lần này đồng thứ nhất. Họ sẽ kịp cũng đã tốt cho mình một điểm hạ gục nữa. Vậy đã còn lãi. Mở bát cho một kỳ trăm mét là bùng nổ hay không đây. Bốn mạng dành cho Nobody. Biết được nhau hay không đây. Thả mình quá đẹp. Forsaken. Nhưng Forsaken không đẩy. Ôi người bước qua đời nhau. Ôi cường ơi. Con dao đến từ cả hai con bài chết đang được hoạt động. Và tạm thời thì các thành viên về phía team EDG vẫn đang là người có lợi thế sau khi mà Hào Đồng có pha móc máy quá tốt. Wow. Triple kill dành cho vị trí Hào Đồng. Quát kill dành cho Hào Đồng mà luôn. Đây có thêm cả Forsaken ở cùng tay A nữa. Và chính quyết định nhảy vào chơi luôn. Nhưng đó lại là double kill dành cho Hào Đồng. Triple kill dành cho Hào Đồng. Hào Đồng đang hóa điên rồi. Và không phải cái quát kill khi mà vị trí Smoky làm nốt. Và cái vừa đờ vai. Họ vẫn còn chẳng không. Để xe phủ được. Để phải nhìn thấy đối phương. Và đây sẽ là những chỗ Postland. Thì Postland liệu có phải là người nhà quê tới từ đội ADG hay không đây. Benkai vẫn là chú bảo vệ Cypher, người thường ăn hành trong những bản trailer. Nhưng ở đây trong một trận thi đấu, Benkai không dính một viên đạn nào cả, thậm chí làm được đôi. Còn với ADG, một khẩu Vandal được xếp từ đoạn thi đấu trước tới với Chichu là không đủ. Có một nobody. Ui, triple kill dành cho Forsaken. Forsaken đang cố gắng kiếm cho mình một cái Ace. Forsaken là 3. Forsaken ôi hết đạn rồi. Không sao. Ui, rút cả dao ra để có Ace luôn. Đang cố gắng sủi và ôi bắn trượt. Vậy là Jinx buộc phải cướp cái Ace của Forsaken. Nhảy trách có phải như Japi biết đối phương đang ở đâu. Xin flash đồng đội và đó là mạng thứ hai dành cho vị trí của Japi. Nhưng ở đây vẫn có một người nữa. Rút dao đổi đôi cơ, bất ngờ chưa. Đấu cực kỳ hợp lý và nhanh chóng người ta tràn vào. Vẫn có tầm nhìn và chỉ là một đổi mô thôi. Scream thường gần, đối phương chặt vào một mạng Scream. Triple kill ở Scream. Và anh ta sẽ trả được con bút bót double kill cho Nidera. Và không còn Leviathan. Ở đâu đây, người được phân công đàn spy là Takoila. Và tất cả phần còn lại Leviathan đã rút hết ra phía bên ngoài. Không có súng, Yami sẽ không có cơ hội nào. Anh ta đang sở hữu Operator. Anh ta nhặt súng, súng thì sẽ lộ. Bắt buộc phải đẩy ra với những gì mình có trên người. Mèo giờ cần nằm, một mạng Yami. Thời gian vẫn trôi, sai lộ chọc đầu. Và bây giờ triple kill cho Yami. Clutch thành công, round thi đấu chiến thắng thứ 10 cho team Liquid. Tình huống giả ra đến từ sai và có mạng luôn. Yami chết hụt và sống rất dài. Và anh chàng Yami đã bắn đến 4 trong tình huống xử lý vừa rồi. Lại là Yami với những khẩu họp. Scream đổi một bài vào King. Hai KO đều đã ra đi. Vẫn còn những ngôi sao bóng đêm bao trùm được đưa vào. Shy được che tầm nhìn bởi đó quả smoke với những người đồng đội của mình. Mèo giờ bị lộ vị trí. Right click trúng vào mèo giờ. Lợi thế người cho team Liquid. Một quả flash bom còng. Và bây giờ thì thậm chí còn là triple kill cho anh chàng Scream. Liquid Scream và điều cái pha tạc cờ đó đến từ Scream đã giúp cho Bonsai A được mở toang dành cho team Liquid. Scream là còn có quát kêu luôn kìa. Và bây giờ thì cả hai bên đều đang sở hữu 4 người. Nivera cũng mất rất nhiều máu. Takoila đã bị dạ quỷ gì. Và Scream đẩy qua, ta không vào của Raven. Một mạng dành cho bên phía Leviathan. Và bây giờ thì có lẽ sẽ là goodbye Divasic. Thôi thì đó là một kết thúc đến từ vị trí Belser. Goodbye Garagan về phía team Liquid.